Hai bữa là 10 triệu 100.000 ạ. Hơn 10 triệu đồng là số tiền mà người đàn ông này phải chi trả cho đợt điều trị đầu tiên khi vợ chồng anh quyết định làm thụ tinh ống nghiệm. Số tiền tính bằng vài tháng lương công nhân của anh. Để điều trị, ít nhất anh đã phải trải qua 5 đợt, chưa kể các chi phí khác. Tính sơ bộ, tổng số tiền mỗi lần làm thụ tinh ống nghiệm cũng ngót nghét gần 100 triệu đồng. Nhưng không có nghĩa là sẽ thành công. Nói chung tốn khá nhiều, tốn kém nhiều. Rất mong được bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần một đồ để gia đình bớt khó khăn đi chữa loại bệnh này, tốn nhiều tiền rồi cũng bán hết nhiều tài sản rồi mới đi được. Gần 1 triệu cặp vợ chồng ở Việt Nam đang bị vô sinh, hiếm muộn. Theo các chuyên gia, 40% số trường hợp vô sinh do nam, 30% do nữ, 20% do cả hai và 10% chưa rõ nguyên nhân. Đang nói tình trạng vô sinh đang có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng, nhất là vô sinh nam, khi mỗi ngày có tới hàng trăm lượt bệnh nhân nam đến khám và điều trị tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản trên khắp cả nước. Cũng theo các chuyên gia, điều trị vô sinh nam cần thời gian dài, phác đồ phức tạp, khó khăn và chi phí tốn kém rất nhiều. Thời gian điều trị nó phải kéo dài một chút, bởi vì chúng ta biết để cái sinh lý sản xuất cái dòng tinh trùng ấy phải ít nhất phải mất khoảng gần 3 tháng. Tức là nếu mà mình muốn cho một liều thuốc mà từ những cái tế bào đầu dòng mà sản xuất ra những tế bào cuối dòng, tức là những tế bào gốc sinh tinh cho đến tinh trùng thì mất khoảng 3 tháng. Như vậy nếu mà cho liều thuốc khởi động từ hôm nay thì 3 tháng sau thì những tế bào đó mới có thể là thành những cái tế bào tinh trùng. Với các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện nay, các cặp vợ chồng hiếm muộn, nhất là điều trị vô sinh nam, phải chi trả mức phí từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Mỗi lần làm thụ tinh ống nghiệm, họ phải chi trả một khoản tiền có thể lên tới 100 triệu đồng. Nhưng không phải làm một lần là sẽ thành công. Có những gia đình đã làm đến vài lần, chi phí lên tới tiền tỷ. Nhưng ước mơ có một mụn con vẫn không thành. Vợ chồng tôi rất chi là mong muốn bên bảo hiểm chi trả cho chúng tôi những cái khoản phù hợp, xứng đáng để chúng tôi điều trị bệnh, vì rất chi là tốn kém. Xác định mỗi lần ra đây vợ chồng tôi mất toàn trên chục triệu, đấy là nhẹ nhàng thôi, đấy là mới khởi điểm thôi, chưa thực tế nó chưa hẳn vào điều trị của bệnh. Tôi thì hai vợ chồng tôi cũng ở xa lắm, xuống đây là mỗi lần đi chi phí cũng vất vả, mà đi khám là tại chồng tôi ấy. Thế cho nên là mỗi lần xuống đây cũng tốn kém. Tôi cũng mong là bảo hiểm y tế chi trả mà giúp đỡ một phần nào để cho vợ chồng chúng tôi và những người cũng cùng cảnh như chúng tôi ấy, hiếm muộn thì để được bớt đi phần nào, không thì chi phí tốn kém. Theo luật bảo hiểm y tế hiện nay, các trường hợp vô sinh hiếm muộn nếu muốn điều trị bằng can thiệp hỗ trợ sinh sản thì phải tự chi trả chi phí. Bảo hiểm không thanh toán cho nhóm bệnh nhân này. Tuy nhiên, số tiền điều trị rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả điều trị các bệnh mãn tính khác như ung thư, tim mạch, thì với nhiều gia đình, việc chi trả vô cùng khó khăn. Cái khao khát nguyện vọng của tôi là muốn chi trả tất cả. Và nếu như những ai ở trong lĩnh vực này thì mới thấy có rất nhiều những hoàn cảnh rất là thương tâm, cực kỳ thương tâm, vì nguyện vọng khát khao của người ta muốn có hạnh phúc thực sự thì cặp vợ chồng đấy phải có con. Mà để có con mà không thể có thai bằng phương pháp tự nhiên được thì bắt buộc phải đi tìm đến các trung tâm hỗ trợ sinh sản. Mà các cái kỹ thuật làm về thụ tinh ống nghiệm hỗ trợ sinh sản bây giờ thì cũng rất rất là đắt tiền. Khi mà đi ra khỏi biên giới Việt Nam thì không thể nói là cái tiền hàng trăm triệu được, có khi phải tiền tỷ. Nhưng mà rất may là ở Việt Nam chúng ta thì cái giá thì nó cũng rẻ hơn rất nhiều so với các nước trên thế giới. Thậm chí có khi chỉ 40-50 triệu là đã làm được rồi. Nhưng mà đây là một khoản tiền rất là khổng lồ so với những cặp vợ chồng mà thu nhập chưa được cao. Và đặc biệt là những người đấy thì có khi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và ở vùng nông thôn cũng rất là nhiều. Nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, bảo hiểm y tế đều chi trả phí điều trị cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Thậm chí có những nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore hay Malaysia
còn chi trả cho những cặp vợ chồng làm thụ tinh ống nghiệm đến lần thứ tư, thứ năm. Theo Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, cần xác lập một cơ chế phù hợp mới có thể chi trả cho các bệnh nhân điều trị căn bệnh này. Cái quan điểm của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thì ủng hộ, và trong quá trình hoạch định xây dựng chính sách, tham gia hoạch định xây dựng chính sách, chúng tôi sẽ cố gắng để cùng với các bộ ngành có liên quan để có thể trong một cái tương lai không xa lắm, mà Quỹ Bảo hiểm Y tế cũng sẽ góp phần hỗ trợ và đưa đến những niềm vui, hạnh phúc cho những người mà hiện nay đang hiếm muộn. Có những câu chuyện được kể bởi những cặp vợ chồng đã phải bán nhà, bán đất để làm thụ tinh ống nghiệm. Đó là câu chuyện có thật. Và nó sẽ không dừng lại khi họ, những người bệnh kém may mắn này, vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ từ Bảo hiểm Y tế, trong khi quyền và khát khao có con của họ là hoàn toàn chính đáng.